Viên thuốc mà chị nhờ tôi hóa nghiệm đã có kết quả rồi. Đây là một loại thuốc gây ức chế thần kinh, hay còn được biết đến như là một loại thuốc an thần. Nếu chúng ta điều trị thì chúng ta có thể sử dụng viên thuốc này để giảm thiểu các tình trạng, ví dụ như là tình trạng rối loạn về giấc ngủ, rối loạn lo lắng hay là rối loạn co giật. Nhưng mà nếu sử dụng sai thì nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều những hậu quả tệ hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Sử dụng sai cách gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể là như thế nào hả bác sĩ? Thuốc này sử dụng phải tuân theo sự chỉ định của bác sĩ, và nếu như chúng ta sử dụng thuốc này trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến nghiện. Nếu chúng ta đã nghiện rồi mà không có thuốc để uống thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng, ví dụ như là bắt đầu lo lắng, bắt đầu tim đập nhanh, rồi thậm chí là chúng ta sẽ có ảo giác, chúng ta mất ngủ và chúng ta co giật nữa. Và nếu như một thời gian dài mà không được uống thuốc, thậm chí chúng ta có thể tử vong. Tại sao anh lại làm như vậy với mình? Chị lấy viên thuốc này đâu ra? Bởi vì loại thuốc này phải có chỉ định bác sĩ và phải được kê toa cẩn thận thì mới có thể có được, chứ ở bệnh viện thì không có bán. Viên thuốc này tôi chỉ lượm thấy ở trong phòng á, nên tôi không biết, nên tôi phải đi theo hỏi bác sĩ. Được bác sĩ giải thích vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Đây là một loại thuốc gây ức chế thần kinh, hay còn được biết đến như là một loại thuốc an thần. Thuốc này sử dụng phải tuân theo sự chỉ định của bác sĩ, và nếu như chúng ta sử dụng thuốc này trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến nghiện. Nếu chúng ta đã nghiện rồi mà không có thuốc để uống thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng, ví dụ như là bắt đầu lo lắng, bắt đầu tim đập nhanh, rồi thậm chí là chúng ta sẽ có ảo giác, chúng ta mất ngủ và chúng ta co giật nữa. Và nếu như một thời gian dài mà không được uống thuốc, thậm chí chúng ta có thể tử vong. Em uống thuốc đi. Em nè, cái chuyện mà số cổ phần trong công ty á, lần trước anh có đề cập với em. Em tính khi nào chuyển cho anh vậy? Cổ phần của em hay là cổ phần của anh thì cũng giống như nhau thôi mà. Em hay anh giữ thì cũng vậy thôi, chuyển tới chuyển đi cho mất công. Khác chứ em. Em biết không, khi mà anh giữ trong tay nhiều cổ phần thì anh đi vô công ty á, anh đỡ phải nhìn sắc mặt của người ta. Rồi khi anh đi gặp đối tác nữa nè, người ta nhìn anh cũng đỡ ngại nữa. Anh sẽ cho người ta biết là anh cũng là cổ đông trong công ty, chứ không phải là chàng rể quèn làm thuê cho ba em. Hiểu không? Sao anh lại tàn nhẫn với mình như vậy? Không đúng, anh cũng không phải là người tham lam như vậy. Bao nhiêu năm làm việc, anh chưa bao giờ đề cập tới tài sản. Anh Cường, dạ cho em gửi đơn thuốc của chị Quỳnh ạ. Cảm ơn em. Em, sao lại vô phòng này? Ở đây đâu phải phòng của mình đâu. Hồi nãy anh thấy em ở dưới sảnh đó. Anh biết là em mà. Sao vậy em? Em sao vậy? Em mới vừa thấy Hương nên em sợ quá. Em sợ quá nên em chạy xuống đây. Thôi, đừng có sợ nữa, có anh ở đây rồi. Để anh đưa em về phòng nha. Không, em không muốn về phòng đó đâu. Em sợ gặp Hân nữa lắm. Em sợ Hân. Anh đừng đưa em lên phòng đó. Anh cho em về nhà được không? Em muốn đi về nhà. Khi nào em hết bệnh, anh sẽ đưa em về nhà. Ha? Em nè, cái chuyện mà số cổ phần đó mà em định chuyển cho anh đó, khi nào thì em mới chuyển? Chuyện cổ phần em có hỏi ý kiến của ông Quang, nhưng mà Quang nói là không có được. Tại vì Quang nói bây giờ anh làm phó giám đốc rồi, cái 10% cổ phần đó anh có hay không nó cũng vậy thôi à. Tại sao cái chuyện... Anh xin lỗi. Cái chuyện riêng của vợ chồng mình em cho ông Quang biết chi vậy? Hay là em không tin tưởng anh? Em nghĩ là anh muốn tham cái số cổ phần đó của em chứ gì. Thôi được rồi, em cứ giữ số cổ phần đó đi, anh không cần đâu. Còn bây giờ á, em phải nằm viện, em chưa có về nhà được. Em uống thuốc nha, anh mới lấy thuốc cho em nè. Không, em không có. Ý em nói là dạo này em uống thuốc nhiều quá nên em bị lạc miệng lắm. Hay là anh mua cái gì đó ngọt ngọt đi rồi em sẽ uống thuốc. Ừ. Em cứ uống thuốc đi. Rồi em muốn anh mua cái gì cho em á thì anh cũng sẽ mua nha. Nha. Nè em, uống thuốc đi. Uống đi cưng. Đợi anh chút xíu nha. Anh xuống căng tin mua nước ngọt cho em, anh lên liền. Quên em. Anh có chắc là mấy viên thuốc này thực sự có tác dụng cho em không? Sao em uống cũng lâu rồi, bệnh tình của em nó không có đỡ vậy? Thuốc này nó tác dụng chứ, em phải uống đều đặn, em phải uống thường xuyên thì nó mới... Hay là anh dẫn em đi xin bác sĩ đổi thuốc khác đi. Biết đâu em uống thuốc khác em sẽ mau hết bệnh hơn. Không có được. Anh đừng đưa em lên phòng đó. Anh cho em về nhà được không? Em muốn đi về nhà. Sao em về nhà? Em còn bệnh mà. Tại vì em thấy nhớ nhà quá nên em muốn về thăm nhà. Em nhớ nhà thì em nói anh đưa em về, chứ em làm như cái hành động vừa rồi đó là trốn viện. Em hiểu chưa? Nghe lời anh, đi theo anh về bệnh viện. Không, em không vô đó đâu. Anh nói đi. Em muốn về nhà. Anh nói đi. Em muốn ở nhà mà. Đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Em tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Đây là đâu? Em nè. Em sao vậy? Hả? Đây là đâu? Tại sao anh đưa tôi tới đây? Em quên rồi hả? Ở đây là biệt thự của vợ chồng mình mà mình chưa từng được ở. Hôm nay anh đưa em về đây để mà dưỡng bệnh nè. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn đi về nhà tôi. Tôi không đời nào ở đây. Để anh ép tôi uống 3 cái thuốc bậy bạ để tôi trở nên điên khùng chứ gì. Em nói cái gì vậy Quỳnh? Anh cho em uống thuốc theo toa của bác sĩ đó. Anh Cường, tôi và anh là vợ chồng bao nhiêu năm nay. Tôi nói thiệt là tôi hoàn toàn không hiểu về con người của anh. Nhiều lúc tôi nhìn anh rất là xa lạ. Tôi không biết lúc nào là con người thật, lúc nào là con người giả của anh. Ngay cả thuốc của tôi uống là một tay anh mua. Anh ép tôi uống đều đặn mỗi ngày. Thuốc đó chỉ khiến tôi trở nên điên khùng thôi. Tại sao vậy? Tôi là vợ của anh mà, tại sao anh có thể làm vậy với tôi? Em biết luôn rồi hả? Vậy thì anh nói thẳng cho em biết luôn ha. Đúng rồi, chính anh là người đổi thuốc an thần của em á. Tại sao vậy? Tại sao anh khốn nạn như vậy? Tại sao? Tôi làm gì sai với anh? Bao nhiêu năm qua tôi là vợ của anh, tôi không biết nói vì sao để ủng hộ anh, giúp đỡ anh ta những công chuyện. Tại sao lại đối tử tay nhau với tôi? Im đi! Nó cũng im đi. Chính vì những chuyện lạc của cô mà tôi bị mang tiếng là thằng đàn ông sống nhờ vợ. Mọi người nói nếu tôi không có cô thì tôi không có cái gì hết. Có công bằng cho tôi không hả? Trong khi tôi đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vô công ty của ba cô á, đổi lại tôi được cái gì Quỳnh? Tôi được cái gì Quỳnh? Đi đâu cũng nghe người ta nói thằng Quang, thằng Quang, thằng Quang. Còn tôi thì sao? Cho cô biết luôn, từ cái ngày đầu tiên tôi bước chân vô nhà cô, đích duy nhất của tôi là công ty Minh Quang. Công ty Minh Quang phải là của tôi. Không có ai mà cản đường tôi được đâu. Không, không đúng. Đúng, nó là như vậy đó. Anh đang bực bội. Anh bực bội tôi nên anh mới nói vậy thôi. Không đúng. Anh từng nói với tôi anh sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình với tôi. Anh làm tất cả cho tôi. Anh đâu phải là con người như vậy. Anh yêu con. Thôi mà, cô nghĩ kỹ đi. Nếu tôi thật lòng yêu cô, tôi đi ra ngoài đường mắc mớ gì tôi yêu một người phụ nữ khác. Tôi yêu cô thật lòng, tôi đâu có đổi thuốc của cô. Tôi yêu cô thật lòng, tôi đâu muốn đẩy cô đi càng xa càng tốt hả? Tôi không muốn về nữa, tôi không muốn về nữa. Không đúng, không phải là sự thật. Tất cả là đều do cô tự chuốc lấy. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi, ký vô giấy chuyển nhượng cổ phần của cô qua cho tôi. Nhanh. Nhanh. Đi đâu ạ? À? Tính đi đâu? Hả? Ngoan ngoãn thì nghe lời tôi. Rõ chưa? Cô phải ở đây. Nếu không, tôi không để yên cho cô đâu. Anh đừng tưởng những chuyện anh làm sẽ không ai biết. Nếu gia đình tôi không thấy tôi, thế nào gia đình tôi cũng đi tìm tôi. Khốn nạn như anh, thế nào cũng sẽ bị trả báo. Anh không bao giờ ép được tôi đâu. Ừ? Thiệt luôn hả? Cô nghĩ đi. Bây giờ trong mắt mọi người, cô là một kẻ điên loạn. Cô nghĩ đi. Ai? Ai tin cô hả? Người ta tin tôi hay là tin cô? Thôi mà. Tôi không làm. Im. Tôi chưa nói hết. Ngoan ngoãn thì nghe lời tôi. Nếu không, tôi không biết làm cái gì mạnh tay với cô đâu. Rõ chưa? Con người anh từng khốn nạn, tại sao anh lại trở thành như vậy chứ? Thì tiền à? Tiền nó nghĩ anh khốn nạn như vậy chứ? Chính đồng tiền mới mang lại hạnh phúc thật sự cho tôi. Quỳnh, hồi nãy em nói tôi thay đổi hả? Đúng không? Sai. Sai ghê lắm. Thật ra bấy lâu nay tôi không muốn cô chạm vô con người thật của tôi. Cô hiểu chưa? Ngoan ngoãn thì nghe lời tôi, ở đây không ai cứu cô được đâu. Nghe chưa? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại phải hứng hỏi chị như vậy chứ? Tôi làm gì sai?